Cái đường ngày xưa nó lên bằng ô tô, giờ nó đi bằng cái đường cáp này. Nó lên được cái đoạn phía trên của cái làng Pháp. Thấy cái đường nó làm lại rồi đấy. Đây này, cái đường ô tô cũ này. Thích đi như này thích đi chứ. Chính mình đi ô tô mình đi đường này lên. Đi ô tô thích chứ. Thẳng ô tô lên đây. Trời nắng này rất đẹp quá.